Thưa quý vị, rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc, vì thế khả năng gây mưa của nó đến Bắc Bộ giảm đi nhiều. Trong đêm nay, Bắc Bộ chỉ còn mưa rào rải rác, vùng mưa vừa mưa to chủ yếu chỉ còn xảy ra ở khu vực biên giới phía Bắc. Sang đến ngày mai, miền Bắc trời nắng sớm, cường độ nắng mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ở ngưỡng 32 đến 35 độ, trời oi bức. Với khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, tỉnh Hòa Bình sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt độ cao 36 độ. Tuy nhiên, quá trình giảm mưa tăng nhiệt này sẽ không kéo dài, vì ngay chiều và tối mai, rãnh mây rông ở phía Bắc sẽ lại dịch chuyển xuống nước ta, miền Bắc sẽ lại bắt đầu có mưa to trở lại. Đợt mưa to này được dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 6, với nhiều điểm mưa lớn từ 100 đến 200 mm. Miền Trung suốt từ đầu tháng 6 tới giờ tiếp tục là chuỗi ngày nắng nóng trên diện rộng. Trong ngày mai, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ. Trong đó tại khu vực Đông Hà, Nam Đông, Tam Kỳ hay là thành phố Quảng Ngãi là những vùng có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao 38 độ. Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận là 3 tỉnh của miền Trung chưa xảy ra nắng nóng, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày mai vẫn chỉ từ 33 tới 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động, vì thế những cơn mưa rào và dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xảy ra từ chiều và tối, nhưng diện mưa không nhiều ở mức rải rác và lượng mưa cũng không lớn là dưới 15 mm. Ban ngày, hai khu vực vẫn có nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng 30 tới 33 độ, còn tại các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ từ 32 tới 35 độ. Trên biển, tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, phần phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa là những vùng có mưa rào và dông, tầm nhìn xa thấp chỉ từ 4 đến 10 km, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn với khu vực huyện đảo Trường Sa vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt, mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam ở mức cấp 4.